Chào các bạn, trong video này tôi muốn chia sẻ với các bạn về một trong những cái công cụ mà có thể giúp chúng ta đo được cái năng lượng của vật chất tồn tại xung quanh chúng ta. Ví dụ như bạn hoàn toàn có thể đo được năng lượng của một quả cầu đá này, cái năng lượng của một cái cây thì nó là chỉ số bao nhiêu, chúng ta hoàn toàn là có thể sử dụng công cụ để đo cái điều này. Đó chính là có thể sử dụng cái con lắc cảm xạ như này. Đấy, thì con lắc cảm xạ là dùng để đo về cái năng lượng của vật chất được thể hiện thông qua một cái chỉ số được gọi là chỉ số Bovit. Đấy thì đây là một bộ môn nghiên cứu về cảm xạ học và rất là vi diệu, đặc biệt là dành cho những ai mà chúng ta muốn nghiên cứu về bộ môn này và muốn nghiên cứu về năng lượng của vật chất. Đấy, cái sự vi diệu của trong cái bộ môn này là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái con lắc cảm xạ, mặc dù rất đơn giản như này nhưng mà có thể giúp chúng ta hỏi rất là nhiều những câu hỏi ở trong cuộc sống. Và đó cũng là một trong những cái kim chỉ nam, cũng là một trong những cái định hướng để mà giúp chúng ta có được những cái sự lựa chọn, những cái sự đưa ra những quyết định đúng đắn hơn trong cuộc sống. Đấy, thì tôi cũng sẽ chia sẻ rất nhiều video về cách sử dụng con lắc cảm xạ như này, làm thế nào cho hiệu quả ở trong cái ngày nhé.